lần thứ 9. Và vào ngày 28 tháng 10 năm 2008, Keita Inoue đã đánh bại kỳ thủ Kunio Naito trong một trận đấu ở vòng loại giải đấu OI để trở thành tay cầu thủ chuyên nghiệp lần thứ 37 và thắng 600 trận chính thức. Và vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 là Keita Inoue là đánh bại Sota Fuji trong một trận đấu sơ loại của vòng 3 để cho giải đấu Oso, trận tranh danh hiệu Oso lần thứ 68, và trận đấu đã được phát sóng trực tiếp bởi kênh Ego Sugi như một phần của dịch vụ Sugi Premium. Và chiến thắng của Keita Inoue không chỉ khiến anh trở thành kỳ thủ đầu tiên từ 50 tuổi trở lên đánh bại Fuji trong một trận đấu thức, mà còn nhấp chích cái chuỗi liên tục 16 trận thắng của Fuji. Đây cũng là một thành tích đáng nể, và đây là một kỳ thủ phải nói là gạo cội và có rất nhiều kinh nghiệm để mà chiến đấu với một kỳ thủ rất là khó chơi, khó ăn, đó là kỳ thủ Sota Fuji của Nhật Bản. Về lịch sử mà thăng các cấp bậc trong thế giới cầu sư chuyên nghiệp của Keita Inoue, đó là anh ta tham gia vòng dự tuyển, tức là gọi là học viên của viện cờ vào năm 1979 với cái khởi điểm là 6 kiêu, và đạt được cái thứ hạng một đẳng sau 2 năm vào năm 1981. Đây cũng là một thành tích rất nhanh, rất đáng nể của một kỳ thủ từ 6 kiêu lên một đẳng trong vòng 2 năm cũng rất là nhanh. Và đạt cái trạng thái tứ đẳng là trạng thái kỳ thủ chuyên nghiệp vào ngày 4 tháng 2 năm 1983 như tôi đã nói ở trên. Và đạt trạng thái là 5 đẳng vào ngày 27 tháng 3 năm 1987. Và đạt trạng thái là 6 đẳng vào ngày 12 tháng 7 năm 1991. Và đạt 7 đẳng vào ngày 1 tháng 4 năm 1996. Và đạt thứ hạng là 8 đẳng vào ngày 1 tháng 4 năm 1997. Và đạt được 9 đẳng vào ngày 3 tháng 3 năm 2011. Đó là cái đẳng cấp cao nhất mà Keita Inoue đã đạt được. Và giải thưởng và danh hiệu của Keita Sen đã từng đạt được, Inoue đã từng đạt được, nhận được là giải thưởng Sugi hàng năm của Hiệp hội Cầu Sư Nhật Bản cho tỷ lệ thắng tốt nhất vào năm 1993. Và anh cũng đã nhận được cái giải thưởng danh dự Sugi của Hiệp hội vào năm 2008 để ghi nhận chiến thắng là trong 60 trận thắng chiến đấu chính thức với tư cách là một kỳ thủ Sugi chuyên nghiệp. Đó là hai cái danh hiệu mà Keita Inoue đã giành được trong cái thế giới cờ Sugi chuyên nghiệp. Và tiếp theo là tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về kỳ thủ đấu thủ của Keita Inoue hôm nay, đó chính là kỳ thủ Masahiko Urano 8 đẳng. Thì kính thưa quý vị và các bạn, Masahiko Urano là sinh ngày 14 tháng 3 năm 1964, là hai kỳ thủ này có số tuổi tương đồng nhau, là một kỳ thủ Sugi chuyên nghiệp người Nhật Bản được xếp hạng là 8 đẳng. Về tiểu sử của anh ta thì Urano là sinh ra ở quận Osaka của Nhật Bản vào ngày 14 tháng 3 năm 1964. Và vào tháng 10 năm 1997 là anh được nhận vào trường tập sự, tức là cái học viên của Hiệp hội Sugi Nhật Bản với cấp bậc là 6 kiêu khởi đầu. Dưới sự dẫn dắt dạy dỗ của thầy Sugi chuyên nghiệp, đó là Sute Kichi Nakai, và Urano đã được thăng hạng một đẳng vào năm 1990 và đạt tư cách là chuyên nghiệp đầy đủ vào thứ hạng 4 đẳng vào tháng 10 năm 1983, cũng tương đồng với đấu thủ của Urano là Keita trong ngày hôm nay. Và Urano đã thắng trận thứ 400 với tư cách là kỳ thủ chuyên Sugi chuyên nghiệp vào tháng 2 năm 2005.
Vào tháng 3 năm 2017, Urano tự nguyện tuyên bố mình là một kỳ thủ hạng tự do và rời giải đấu Meijin. Và trong mùa giải Meijin lần thứ 75 vào tháng 4 năm 2016 và tháng 3 năm 2007 đến tháng 3 năm 2007 thì Urano đã thua cả 10 trận và kết quả là bị giáng cấp. Đây là một sự tiếp nối của một chuỗi các kết quả tồi tệ trong trận đấu của giải đấu lúc Meijin hạng 73 và 1 thắng và 9 thua, và hạng 74 là 2 thắng 8 thua. Và thay vì mạo hiểm tự động giáng cấp để chơi tự do trong cái thế giới cờ của mình thì Urano đã quyết định làm như vậy theo cách riêng của mình để mà giáng cấp xuống trở thành kỳ thủ chơi tự do. Về lịch sử thăng hạng của Urano thì tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn từng theo dõi, đó là 6Q tức là tập sự vào năm 1977, sau đó đạt 1 đánh vào năm 1980, 3 năm sau, và đạt 4 đánh là chuyên nghiệp vào ngày 19 tháng 10 năm 1983, đạt trạng thái là 5 đánh vào ngày 1 tháng 4 năm 1987 và đạt trạng thái 6 đánh là vào ngày 1 tháng 4 năm 1989, và đạt trạng thái là 7 đánh vào ngày 1 tháng 4 năm 1996, và hiện tại là anh đạt 8 đánh kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2012.